Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 145 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Xin mời mở Kinh văn Khoa hội thứ 20 Kinh văn hàng thứ bảy Xem từ Nguyện thứ 22 Ngã tác Phật thời Quốc vô phụ nữ Nhược hữu nữ nhân Văn ngã danh tự Đắc thanh tình tính Phát bồ đề tâm yểm hoàng nữ thân Nguyện sanh ngã quốc Mạng chung tức hóa nam tử lai ngã sát độ thập phương thế giới chư chúng sanh loại sanh ngã quốc giả giai ư thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh nhược bất nhị giả bất thủ chánh giác đây là chương thứ 30 của bổ nguyện trong cái chương này có ba nguyện cái nguyện thứ nhất là quốc vô nữ nguyện. Cái nguyện thứ hai là yểm nữ. Chuyển nam nguyện. Nguyện thứ ba là liên hoa hóa sanh nguyện. Trước tiên chúng ta xem nguyện thứ 22. Nguyện thứ 22 kinh văn chỉ có hai câu. trên thực tế chúng ta ở phía trước đã đọc qua rất tường tận thế giới tây phương là thế giới bình đẳng đây là rất hy hữu trong tất cả cõi nước Chư Phật Người thế gian này thường nói Nhân tâm bất đồng Các như kỳ diện Đây là nói rõ Thế giới ta bà chúng ta Kỳ thật cõi nước chư Phật khác. Cùng thế giới ta bà cũng không có gì khác biệt. Phạm phu đều là nghiệp lực thọ sanh. Ngay trong đời quá khứ tạo tác nghiệp thiện ác, ngay đời này đến thế gian này làm thân người là đến để làm gì? Phật nói được rõ ràng. Nhân sanh thù nghiệp. Bạn là đến để đền trả nghiệp báo. Hay nói cách khác, bạn đời quá khứ tạo tác thiện nghiệp. Ngay đời này được thiện báo. Chúng ta thường nói hưởng phước con người này có phước báo Tạo tác ác nghiệp Vì thì phải chịu khổ, chịu nạn Cho nên cái thân này Gọi là thân nghiệp báo Thân nghiệp báo chính mình Hoàn toàn không làm được chủ Bị nghiệp lực lôi kéo Thế gian có chúng sanh nào không phải là như vậy Ai cũng đều không trốn được giận mạng Vào trước đây Tôi còn nghe có đồng tu nói với tôi Hồng Kông có một người đoán mạng Đoán được rất hay Đoán mạng cho một người Nghe nói phải mười mấy dạng singapore có một số người có tiền đều đến người đó để đoán mạng đại khái đoán được không tệ nếu không mà nói giá tiền không thể cao đến như vậy mạng của bạn vì sao có thể để người ta đoán được chuẩn đến như vậy chính là bạn trước sau không trốn khỏi được nghiệp lực cho nên mạng sau khi đoán chuẩn rồi phải nên khóc một trận thật to sống đến tuổi tác lớn như vậy rồi thời gian học phật được nhiều như vậy rồi bạn xem không thể chuyển đổi được vận mạng bạn nói xem có oan uổng hay không chúng ta xem qua liễu phàm tứ huấn bạn thấy tiên sinh viên liễu phàm sau khi gặp được thiền sư vân cốc ông biết được nghiệp là do chính mình tạo nghiệp có thể chính mình thay đổi không phải không thể thay đổi nếu không thể thay đổi phàm phu chúng ta làm sao có thể làm được phật phàm phu có thể ở ngay trong một đời làm được phật là đạo lý gì vậy? Giận mạng là chính mình có thể thay đổi. Mục đích giáo huấn của Phật đối với chúng ta chính là dạy chúng ta chuyển phàm thành thánh. Không phải thành thánh nhỏ, thành đại thánh. Đại thánh chính là Phật quả viên mãn. Có thể hay không? đáp án là khẳng định vấn đề là bạn biết hay không biết đạo lý bạn hiểu hay không hiểu phương pháp bạn biết được hay không nếu bạn hiểu được đạo lý nắm rõ phương pháp như lý như pháp mà tu học không ai không thành tựu học phật học được rất nhiều năm rồi nghiệp lực vẫn cứ không chuyển đổi lại. Ở trong loại tình huống này thì phải tỉ mỉ tìm ra lỗi lầm này rốt cuộc là ở chỗ nào. Chỉ cần tìm ra được gốc bệnh lại đem gốc bệnh tiêu trừ bạn tu hành chứng quả thì không có Nếu như do dự cẩu thả Không chịu tìm gốc bệnh Nghiệp lực của bạn Không những không thể tiêu trừ Còn ngày ngày đang thêm lớn Vậy thì đời này nhất định chịu chủ tể của vận mạng tùy theo nghiệp lực luân chuyển vậy thì sai rồi thánh nhân thế xuất thế gian đều nói với chúng ta như vậy tất cả chúng sanh khởi nguồn của sinh mạng là bình đẳng là không hề có khác biệt. Nhà Phật nói tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này là thật không phải giả. Tại vì sao chúng ta có thể biến thành ra một chúng sanh khổ não như vậy do nguyên nhân gì tạo thành ra loại hiện tượng này phật nói với chúng ta chúng ta mê mất đi tự tánh đây là sai lầm từ nơi gốc nhà phật giúp chúng sanh cứu từ nơi căn gốc căn gốc là gì minh tâm kiến tánh tâm của chúng ta ngày nay không minh không thấy được tự tánh của chúng ta minh tâm kiến tánh thì liền thành phật chư phật như lai chính là người minh tâm kiến tánh ở trong cái cảnh giới này nhất định bình đẳng bình đẳng viên mãn, bình đẳng, cứu cánh. Chúng ta là rất bất hạnh. Trên kinh Lăng Nghiêm đã nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Đây là mê từ gốc. Có vô minh vì sao càng mê càng sâu càng sai càng xa lìa hoàn toàn trái ngược với tánh đức cho nên thọ xanh ở trong sáu cõi sau khi mê mất tự tánh tư tưởng của chúng ta sai rồi kiến giải sai rồi hành vi sai rồi đối người đối việc đối vật hoàn toàn tùy thuận phiền não tập khí của chính mình phiền não tập khí là sai lầm thế là luân lạc ở sáu cõi lưu lạc ở ba đường được một thân tướng như hiện tại này trải qua đời sống thống khổ như vậy bao gồm tất cả hiện tượng Phật pháp nói được rất hay. Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tướng mạo của chúng ta, thể chất của chúng ta, hoàn cảnh đời sống của chúng ta đều là từ tâm tưởng sanh. tâm tưởng của chúng ta trước tiên nói bất thiện vì sao nói bất thiện người thế gian này cũng có rất nhiều người làm việc tốt việc tốt đã làm không ít tại vì sao không có được quả báo tốt tại vì sao không chuyển đổi được cảnh giới đời sống của chính mình khi tôi giảng kinh có một thí dụ bạn làm thiện không sai bạn ngôn thiện nói lời hay thân thiện làm việc tốt tâm của bạn không thiện, ý niệm không thiện. Cũng không như một gốc cây. Tâm là rễ cây. Ý niệm là gốc của cây. Chỗ đứng của cây. Thân là cành nhánh. Miệng là lá cây lá cây của bạn không tệ cành cũng không tệ thế nhưng gốc rễ của bạn đã hỏng rồi cái tốt này của bạn cũng chỉ tốt được vài ngày cũng sẽ tùy theo gốc rễ của bạn mà khô chết cho nên tổ sư đại đức dạy người tu hành tu từ căn bản cho nên cho dù ngày nay chúng ta hành thiện, làm việc tốt, tỉ mỉ mà nghĩ những việc tốt này không phải thanh tịnh là ô nhiễm, không hề liệt khỏi tham sân si. Tại vì sao ta muốn làm việc tốt? Vì danh, vì lợi. Hay nói cách khác, có điều kiện để làm. Phạm hệ mang theo điều kiện để làm những việc tốt này Thì đã không phải là việc tốt Thế nhưng tốt hơn là không làm Đó là phước báo hữu lậu Trong sáu đường ba cõi Cũng xem là không tệ Không ra sáu cõi luân hồi vì chúng ta xem qua người giác ngộ chư phật bồ tát tổ sư đại đức các ngài là người giác ngộ người giác ngộ làm ra tấm gương cho chúng ta làm mô phạm cho chúng ta các ngài cũng đoạn ác tu thiện tâm của các ngài thanh tịnh trên kinh kim cang nói lìa tất cả tướng tu tất cả thiện năng lực của các ngài lìa tất cả tướng lìa tất cả tướng là gốc thiện rễ thiện giống như một thân cây vậy gốc rễ tốt cành lá kém một chút không hề gì sau khi rụng hết nó sẽ tái xanh nó là sống nó không phải khô chết nếu như gốc rễ hư rồi cành lá là chết không phải sống cái đạo lý này chúng ta phải hiểu tâm thiện ý niệm thiện sau đó lời nói thiện hành vi việc làm đây mới là tiêu chuẩn yêu cầu của thế giới tây phương cực lạc chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ thượng thiện là bốn loại này đều thiện như vậy thì chúng ta cũng phải học lìa tướng Trên Kinh Kim Cang nói Bốn tướng Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Phật nói được rất hay Nhược Bồ Tát Hữu, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức Phi Bồ Tát Vậy thì đó không phải Bồ Tát chân thật Bồ Tát chân thật liệt khỏi bốn tướng Tâm của họ thanh tịnh Rễ tốt, gốc tốt, cho nên họ tu tất cả thiện đó đó gọi là công đức đó không phải là phước đức có thể liễu sanh tử có thể ra ba cõi tâm hạnh tốt tướng mạo liền tốt thân thể liền tốt hoàn cảnh đời sống của họ liền tốt cho dù cùng ở chung với chúng ta Chúng ta có cộng nghiệp Ngay trong cộng nghiệp có biệt nghiệp Hoàn cảnh đời sống của họ Vẫn là tốt hơn so với chúng ta Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát Sau khi bạn có thể thể hội được Chăm chỉ nỗ lực mà học tập Thế nhưng Mười phương thế giới Mỗi một người Phiền não nghiệp tập không đồng Cho nên tướng mạo ngàn dạng khác biệt Cho dù là người một nhà Hoàn cảnh đời sống Cảm thọ Của mỗi người Cũng không giống nhau đây là chúng ta phải hiểu được phải nên học tập thế nào không nên để nó ở trong lòng ghi nhớ phật nói cho chúng ta nghe chân tướng của vũ trụ nhân sanh phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh bạn phải nhìn thấu không nên để ở trong lòng tâm của bạn liền thanh tịnh tâm thanh tịnh đoạn ác tu thiện thành tựu công đức chuyển nghiệp lực rất nhanh so với tiên sinh viên liễu phàm đã nói trong liễu phàm tứ huấn hiệu quả đó còn thù thắng hơn tốc độ còn nhanh hơn vì sao vậy liễu phàm tiên sinh chưa lìa bốn tướng cho nên ông tu là phước báo trời người con người này rất thông minh rất có trí tuệ cũng có thiền căn phước đức cuối đời chân thật giác ngộ chân thật quay đầu chân thật buông xả một lòng cầu sanh tịnh độ ông niệm phật giảng sanh trong giảng sanh truyện có tên của ông chỉ cần có thể giảng sanh tịnh độ một đời viên mãn thành Phật. Cho nên pháp môn này chúng ta nhất định không thể nào xem thường, phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng. Thế giới Tây Phương không có thân tướng nam nữ. Bạn xem, nguyện văn phía trước chúng ta đã đọc qua. Phạm là người sanh đến thế giới Tây Phương. Cho dù là người cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc. Tướng mạo thể chất đều giống như A Di Đà Phật vậy. Cái thế giới đó là thế giới bình đẳng. cho nên họ viên chứng tam bất thoái mọi người thế gian chúng ta phước báo không như nhau người có phước báo thì lộ ra ngạo mạn người không có phước báo thì dễ dàng sanh mặc cảm tự ti trong đây cự ly khác biệt quá lớn tạo thành vô số bất bình thế gian người rõ lý không bằng thì thôi vậy an phận giữ mình cũng là không tệ rồi thế nhưng không hiểu rõ chân tướng sự thật họ cho rằng thế nào ông trời không công bằng xã hội không công bằng họ không thể nhẫn chịu loại đãi ngộ không công bằng này thế là làm càng làm quấy nhiễu loạn xã hội tạo tác tội nghiệp càng nặng quả báo đời sau càng kém hơn so với đời này những chân tướng sự thật này chỉ có phật mới biết được triệt để chỉ có phật mới có thể nói được tường tận thân nam thân nữ thì không bình đẳng cái hiện tượng này rõ ràng dễ biết từ xưa đến nay nam nữ liền tranh quyền tạo thành ra rất nhiều phiền não thế giới tây phương tốt không có phân nam nữ sự việc này thì được ổn rồi Cho nên thế giới Tây Phương cực lạc Nước không có phụ nữ Các vị Phải cố gắng ghi nhớ câu nói này Tại vì sao tôi phải nêu ra câu nói này Đại khái cùng ở giàu hơn 10 năm trước Tôi giảng kinh ở Hồng Kông Pháp sư Thường Hoài mang ra một quyển sách đưa tôi xem. Nói du ký của thế giới cực lạc là một pháp sư viết. Ông nói vị pháp sư này đã từng đến du lãm qua thế giới cực lạc, ông lại quay lại. Trong đó thấy được tình hình của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người nữ của thế giới cực lạc cũng rất nhiều. Pháp sư Thường Hoài Mang ra cho tôi xem Ông ấy nói Pháp Sư Ông thấy việc này có đáng tin hay không đáng tin Tôi nói việc này không đáng tin Vì sao vậy Trong 48 nguyện nói được rất rõ ràng Ngã tác Phật thời quốc vô phụ nữ Thế giới cực lạc có ra một phụ nữ Vậy A-di-đà Phật không thể thành Phật Sau cùng Ngài nói Nhược bất nhị giả Bất thủ chánh giác Thế giới Tây Phương cực lạc còn có người nữ A-di-đà Phật không thể thành Phật A Di Đà Phật thành Phật đến nay đã mười kiếp. Ngày mỗi một nguyện đều đã thực hiện, cho nên có người nói từ thế giới Tây phương Cực Lạc trở lại, xem thấy thế giới Tây phương Cực Lạc vô số trang nghiêm, nói ra tình hình đó không tương ưng với 48 nguyện. Không giống với trên kinh đã nói. Chúng ta chắc chắn không thể tin họ. Thế nhưng người hiện tại rất kỳ lạ, tin người không tin Phật, tin giả không tin thật. Bạn nói xem vậy thì còn cách nào? Họ cứ tin cái đó. Đem người đó xem thành Phật sống. Đem kinh điển mà Thế Tôn đã nói bỏ qua một bên, xem cái du ký đó của họ. Số lượng vượt qua Tịnh độ Ba Kinh, bạn nói xem thành ra thứ gì? Loại người này làm sao có thể thành tựu thế nhưng xã hội hiện đại ưa thích tin tưởng những người này thì rất nhiều rất đông cho nên chánh pháp suy yếu tà thuyết lộng hành đây cũng là nguyên nhân thế gian gặp phải kiếp nạn cho nên a di đà phật khi hành Bồ Tát Đạo Ngài rất dùng tâm Tham quan Tất cả cõi nước chư Phật Tỉ mỉ quán sát Trong tất cả cõi nước chư Phật Bao gồm ngăn ngại Chướng duyên ngài dùng trí tuệ của ngài phương tiện khéo léo đều đem nó trừ bỏ hết ưu điểm trong tất cả cõi nước chư phật ngài đều chọn lấy cho nên thế giới cực lạc là tập đại thành chí thiện chí mỹ của mười phương cõi nước chư phật đây là tất cả chư phật hoan hỷ tán thán bổn sư thích ca mâu ni phật của chúng ta ở trong pháp hội này tán thán a di đà phật quan trung cực tôn phật trung chi vương các vị phải nên biết thích ca tán thán chính là đại biểu tất cả chư phật tán thán tuy là phật phật đạo đồng thế nhưng phật phật ở nhân địa phát nguyện không giống nhau do đó thành tựu ở nơi quả địa cũng không giống nhau thành tựu của mỗi vị đó là không có lời gì để nói vậy thì hoàn toàn giống nhau đồ hóa chúng sanh duyên phận không như nhau đây là nhà phật thường nói phật không độ người vô duyên. Do đó, khi chúng ta học tập ở nhân địa, phải biết kết duyên với tất cả chúng sanh. Duyên của bạn kết được càng thù thắng, tương lai bạn thành Phật, độ chúng sanh nhiều. Bạn có cơ hội giúp người thành tựu người rộng kết thiền duyên rộng kết pháp duyên vậy thì tốt trong chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ ông vận dụng một đoạn lời nói luật sư đạo tuyên triều nhà đường. Mà luật sư Đạo Tuyên là dẫn chứng trong kinh đã nói. Ngài dẫn bộ kinh nào vậy? Kinh điển quá nhiều, cũng không cách gì đi tra. Chắc chắn là trong kinh đã nói, luật sư Đạo Tuyên sẽ không gạt người. Trên kinh có mấy câu nói như vậy. Mười phương thế giới, hữu nữ nhân xứ, tức hữu địa ngục. có thể thấy được xung đột giữa nam nữ tạo ra nghiệp nặng đây là nghiệp duyên của địa ngục bồ tát pháp tạng xem thấy rồi thế giới của ngài không có thân tướng nam nữ như vậy thì cắt đứt duyên tạo địa ngục cho dù có cái nghiệp nhân này không có cái duyên phận này lời nói này chúng ta thử nghĩ xem đặc biệt là vào cái thời đại hiện nay chúng ta tin tưởng vì sao vậy vào thời gian trước có một vị cư sĩ đến cư sĩ lâm để thăm viếng tôi cùng lý hội trưởng tiếp kiến ông ấy ông rất cảm khái mà nói đến nói chúng ta làm việc là ngay trong cả đời ông chưa tiếp xúc qua chúng ta rất là rõ ràng hoàn toàn là công khai minh bạch không có chút nào che giấu Ông hỏi thâu chi của chúng ta Chúng ta đều đem sổ thu chi Đưa cho ông ấy xem Ông ấy ngẩn người ra Ông ấy liền nói Ông là một người rất giàu có Ông có bao nhiêu tiền tài Cha mẹ anh em của ông ấy không biết Không chỉ cha mẹ anh em không biết Ngay đến vợ cũng không biết Vợ có bao nhiêu tiền Ông cũng không biết được mỗi người đều che giấu đều không nói lời chân thật đều có giữ cái tâm tư riêng ông ấy nói các người không có tâm tư riêng cái thế gian này rất khó xem thấy mỗi một người đều có tâm tư riêng thì không tránh khỏi có xung đột xung đột thì tạo tội nghiệp ly hôn Cái tội nghiệp này Cũng tương đối nặng Đặc biệt là có con cái Con cái biến thành những đứa con mồ côi Tổn hại đối với chúng Rất là nghiêm trọng Người làm cha mẹ không hề nghĩ đến Nếu như lại có sự tổn hại lẫn nhau có kiện cáo đến pháp đình. Thậm chí còn có án kiện mưu sát. Đó không phải tạo nghiệp địa ngục là tạo nghiệp gì? A Di Đà Phật có trí tuệ. Ngài kiến tạo thế giới Tây phương cực lạc. Phạm hệ giảng sanh đều là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Tướng Đại Trượng Phu Sắc tướng bình đẳng Hoàng lão cư sĩ chú giải tiếp theo nói Kim cực lạc Vô tam ác đạo Thế giới cực lạc không có ba đường ác cũng không có phụ nữ Thuần là 32 loại tướng đại trượng phu Đây là thù thắng của thế giới cực lạc Nguyện phía sau Nguyện thứ 23 là yểm nữ chuyển nam nguyện Cái nguyện này các vị phải ghi nhớ không có ý cầu sanh thế giới cực lạc người nữ học phật cảm thấy thân nữ nghiệp chướng nặng phiền não nhiều đời sau không muốn làm người nữ muốn làm người nam niệm phật có được hay không được cho nên cái nguyện này không phải cầu giảng sanh Giảng sanh đương nhiên không có vấn đề Không muốn giảng sanh Đời sau muốn chuyển thân nam Trong kinh luận Người xưa cũng thường hay nói với chúng ta Người nam Muốn chuyển thân người nữ dễ dàng Rất dễ dàng Người nữ muốn chuyển thân người nam Rất khó Đây là cái đạo lý gì vậy? Tôi cũng không cần nói Các vị mọi người đi tham cứu Không khó thể hội Nếu như là nói Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc phàm hễ là người giảng sanh người nữ giảng sanh phật quan chiếu đến khi phật đến tiếp dẫn đã chuyển biến thành thân nam rồi cùng đi theo phật bây giờ chúng ta xem kinh văn nhược hữu nữ nhân văn ngã danh tự đắc thanh tịnh tính phát bồ đề tâm đây là nhân đây là tu nhân nhân luôn là giống nhau trên kinh luận không ngừng lặp lại luôn nhắc nhở chúng ta văn ngã danh tự nghe được danh hiệu của a di đà phật đắc thanh tịnh tính phát bồ đề tâm con người này ngay một đời chắc chắn có thành tựu nếu như chỉ nghe được danh hiệu của a di đà phật hoặc là thấy được hình tượng đắp nắng Hòa vẽ của A-di-đà Phật Không có tính tâm Không có phát tâm Đây chỉ là Trồng chủng tử trong A-lại gia thức mà thôi Ngay trong đời này Không khởi được tác dụng Tuy là không khởi tác dụng Cái chủng tử này Các vị phải nên biết Gọi là chủng tử kim cang vĩnh viễn không hư hoại cũng là hy hữu khó gặp tương lai có một ngày duyên chính mùi chủng tử gặp được duyên nó liền sẽ khởi tác dụng thí dụ ngay đời này chúng ta được thân người học phật lại có thể gặp được kinh điển tịnh độ trong a la gia thức của chúng ta có chủng tử chủng tử không phải ngay đời này đã trồng được nhiều đời nhiều kiếp về trước ngay trong đời này chúng ta lại gặp được duyên có thể ở ngay trong đời này chính mùi do đó chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh phải có trí tuệ phải có phương tiện phải có khéo léo không luận người khác tin hay không tin chúng ta cho họ cơ hội khiến họ có thể nghe được danh hiệu của a di đà phật hoặc là thấy được hình tượng của a di đà phật ngay trong một đời cho dù chỉ nghe được một lần chỉ thấy được một lần vừa nghe qua tai mãi trồng được thiện căn. Thế gian bất cứ việc tốt nào đều không tốt bằng việc tốt này. Nếu như các vị chân thật thông đạt tường tận cái đạo lý này, sau đó mới biết được tạo tưởng công đức không thể nghĩ bàn. giảng nhất không nên cho là cúng dường phật tượng đó là mê tín đó không phải là mê tín người không tin họ cũng trồng được chủng tử phật người tín ngưỡng thấy được tượng phật thấy người hiền mà sửa mình khởi phát tính tâm thanh tịnh của họ khởi phát họ phát tâm bồ đề cho nên hình tượng của phật bồ tát ý nghĩa của sự cúng dường rất sâu công đức rất lớn cái gì gọi là thanh tịnh tính thanh tịnh tính là chắc chắn không có nghi hoặc đây gọi là thanh tịnh tính trong chú giải nói lìa lỗi lầm của hạnh ác không nhiễm trước của phiền não không có nghi hoặc đây gọi là thanh tịnh tính do đây có thể biết hàm nghĩa trong thanh tịnh tính đoạn tham sân si không có tham sân si đối với tất cả pháp thế xuất thế gian Tính tâm của chúng ta thanh tịnh Cái ý này hay Tương ưng với Kinh Bát Nhã đã nói Trong Kim Cang Bát Nhã nói Tính tâm thanh tịnh tắt sanh thật tướng Do đây có thể biết Nếu như không đoạn tham sân si Chắc chắn không thể sanh thật tướng Sanh thật tướng chính là kiến tánh Tham sân si mạng là Chướng ngại của thật tướng Cho nên tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh Chúng ta phải biết Cái tiêu chuẩn này tương đối cao Chúng ta ở ngay trong một đời thời gian không nhiều phải chân thật có thể nắm bắt lấy ngay trong một đời này chắc chắn thành tựu không chỉ phải thành tựu phải giảng sanh phẩm vị cao đây mới xem là chân thật có chí khí danh vọng lợi dưỡng thế gian không cần đi truy cầu đồ giả không thể mang đi mọi thứ không mang đi được chỉ có nghiệp theo mình giả thì phải nên buông xả không nên đi tìm cầu nữa đời sống chỉ cầu trải qua được thì tốt rồi không tạo nghiệp Chúng ta có một cái sắc thân này Sắc thân ở thế gian này Không thể không nuôi nó Nuôi cái sắc thân này để làm cái gì? Sắc thân là giả Mượn giả tu thật Chúng ta phải mượn cái thân thể giả này Phải tu Tây Phương tịnh độ Cho nên đối với cái thân thể này chỉ cần có chiếu cố vừa đủ không cần lưu ý bồi dưỡng không cần thiết một ngày ba bữa trà thô cơm đạm đủ rồi áo quần có thể đủ ấm có một cái nhà nhỏ có thể che mưa che nắng đủ rồi vậy tâm của bạn thật thanh tịnh thật tự tại nếu như muốn truy cầu hưởng thụ vật chất vậy thì bạn liền mang đến thống khổ cho dù chính mình có phước báo phước báo của chúng ta để cho tất cả chúng sanh hưởng vậy thì tốt đây là tu tích đại phước báo không gì có thể so sánh được phước báo này từ xưa đến nay người thông minh trí tuệ như vậy đời sống chính mình thanh đạm giúp đỡ đời sống cho rất nhiều người trong lịch sử ghi chép thì rất nhiều Phước báo của họ ở nơi đâu vậy? Chúng ta không xem thấy được. Chúng ta không có thần thông không xem thấy. Con cháu đời sau của họ có phước báo, chúng ta xem thấy được. Như đại sư ấn quang ngày thường hay tán thán. Trong lịch sử Trung Quốc có ba người. Đây là ba nhân vật đại biểu. giống như ba người họ nhất định vẫn còn rất nhiều chỉ nêu ra ba thí dụ mà thôi người thứ nhất khổng lão phu tử chúng ta đọc được trong lịch sử đời sống của khổng lão phu tử rất thanh đạm đời sống bình dân cả đời ông tu tích công đức vô cùng thù thắng là lấy thiện pháp để dạy người thế gian suốt thế gian bao gồm tất cả đại thiện không gì hơn được tu thân dạy học lợi mình lợi người khổng lão phu tử là người bình dân mãi đến ngày hôm nay người trên toàn thế giới đều kỷ niệm ông chúng ta ở nước ngoài nhắc đến khổng lão phu tử người nước ngoài nghe được cũng rất tôn kính cũng rất tán thán phu tử ngày ở đời không có địa vị không có quyền lực không có tiền của chỉ là một thầy giáo rất thanh đạm mà thôi chúng ta lại xem qua thích ca mâu ni phật tuy là sanh ra trong một gia đình phú quý ngày buông bỏ ngày từ nơi công tác giáo dục xã hội đến khắp nơi giảng kinh nói pháp ngừa lỗi khuyến thiện chính mình nửa ngày ăn một bữa dưới gốc cây ngủ một đêm trải qua đời sống rất thanh đạm đời sống vật chất tuy là rất thanh khổ Đời sống tinh thần tràn đầy Không có người nào có thể so sánh được với Ngài Thành tựu của Ngài Vì thì càng không cần phải nói Thế xuất thế gian Thù thắng đệ nhất Đây đều là Làm ra tấm gương tốt cho chúng ta dạy chúng ta không nên truy cầu đời sống vật chất đem cái vọng tưởng này bỏ đi cái quan niệm sai lầm này phật cũng không phải là dạy bạn nhất định phải trải qua đời sống rất khổ không phải vậy phật tuyệt nhiên không tán thành khổ hạnh vô ích việc này trên kinh đại thừa các vị thường hay có thể xem thấy khổ hạnh Không có lợi ích đối với mình và người Phật không tán thành Phật dạy chúng ta làm thế nào? Tùy duyên Như vậy thì tự tải Phu tử dạy người Cũng là như vậy Nên gọi là Tố phú quý Bạn an với phú quý Mạng của bạn tốt đời trước tu phước nhiều bạn phải an phận giữ mình là một người phú quý bản bần tiện tố bần tiện an ư bần tiện chỉ cần có thể an tâm trải qua ngày tháng không phan duyên không mong cầu cho nên người quan trọng là phải trải qua được rất bổn phận nhất định không phan duyên bạn ở trong đời sống vật chất liền được tự tại tích công bồi đức không phân nghèo giàu không phân bần tiện người người đều có thể tu tích công đức thù thắng. Sự việc này tuyệt nhiên không nhất định phải rất có tiền mới có thể làm được rất nhiều việc tốt, không phải vậy. Thí dụ, ở trên kinh luận, Phật thường nói với chúng ta, Thế suốt thế gian, việc tốt thứ nhất là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ đây là việc tốt để nhất đẳng phá mê khai ngộ nhất định phải tìm thiện tri thức mời thiện tri thức đến chỗ này để giảng kinh cho nên phổ hiền mười nguyện thỉnh phật trụ thế thỉnh chuyển pháp luân Chúng ta Không có năng lực Ta mời một vị Pháp Sư đến Nơi đây để giảng kinh một lần Ta thuê Một nơi trốn nhỏ Có một số người Đến nơi đó để nghe kinh Pháp Sư Tuy là đến giảng một lần Giảng qua một giờ đồng hồ Nửa giờ đồng hồ Công đức ngay đời này của họ thì vô cùng thù thắng Phước báo đời sau không thể nghĩ bàn Một lần mà còn được như vậy Nếu như giảng một bộ kinh Vậy thì phước báo đó còn gì bằng Lại muốn mời Pháp Sư ở lại nơi đó giảng kinh dài lâu Vì càng không thể nghĩ bàn lời phật nói với chúng ta là chân thật cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tính niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật